Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình chơi tổng cộng là hai tựa game. Bắt đầu với Isekurem Chu. Ok, giờ. Mình sẽ bỏ qua mấy cái này luôn. Mình sẽ chơi full game play luôn. Phải đi lấy một cái bản đồ đã. Coi mát là Steel. Rồi, mình sẽ đi tìm một cái kéo. Chưa lấy được nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi là lấy nến các bạn ơi. Ngồi xuống cho nó dễ cắt. Rồi. Ui, ông ta kìa. Rồi, nến xong rồi. Mình sẽ đi con mát này luôn. À, quên mất. Chưa. Còn mắt xe đó. Để nến đây cạnh đó. Mình sẽ đi tìm một cái tô vít. Đây, tô vít thì thường thường thì nó hay nằm ngay đây. Còn một cái màu hồng nữa. Đây. Ôi, lần này thì rất là nhanh thôi. Tiếp theo quên đây luôn này. Kikus mở cửa, trước tiên là mình sẽ lấy cái này. Mình xem xong những cái thùng rác mình có cái gì không. Mình sẽ phải tìm một cái tấm bài để mở cánh cửa kia ra. Nó cũng chỉ trong mấy cái chỗ này thôi các bạn ạ. Chưa có nhỉ. Đây là cái cuối rồi. Còn bên kia nữa. Hy vọng cái này sẽ có. No. Vậy là bên này rồi. Vậy là chỉ còn cái này và cái kia thôi. Hy vọng cái này nó có. Không có luôn, gọi là cái này rồi. Rồi, xa quá trời luôn. Mình sẽ mở vào cái cửa hàng này. Comics. Hello. Rồi. Mình sẽ phải đi lấy cái kia nữa. Mình để sao? Biết thế mình vứt ở đây sẵn đi. Rồi. Ông ta ngay đây luôn đi. Ông ta ngay đây luôn. Rồi, bước vào đây. Hello. What's up, Ray? What's up, Jay? What's up, Ray? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Ah, thank you. Trước tiên là mình sẽ vứt vào đây. Bây giờ mình sẽ đi lấy cat food. Mình sẽ đi lấy thức ăn cho mèo. Ok. Nó đâu đó xung quanh đây đâu. Đây.
Mình sẽ đi lấy móc quần áo nước bạn. Đây, hanger. Mình sẽ để cái móc lên trên đây. Có cái này mình cho vào, sẽ cho vào xe trước. Mình còn một nhiệm vụ với cái móc này nữa. Ở map này thì rất là nhiều nhiệm vụ luôn. Mình sẽ phải lại làm từng tí một. Các bạn thấy hay thế để lại một like và một subscribe nhé. Mình chơi full game này luôn. Mình sẽ chơi chiến thắng cái game này luôn. Rồi, 1, 2, 3, go. Đó. Đến đấy thì các bạn chỉ cần cho nó xuống là được. Đó. Ok, vào đây. Quên mất. Chỗ này chúng ta sẽ phải lấy một kia. Ôi, không lên đây hả? Ở đây, lên được. Nút cái móc này đi được rồi. Hiện tại là không dùng đến. Và sau này cũng thế. Giờ mình sẽ lấy cái là đây. Vua lên. Để mình xoáy những cái ốc. Để mình lấy một cái bình ga các bạn nhé. Các bạn xem nhớ để lại cho mình one subscribe, one like. Thank you very much. Rồi, mình sẽ tháo ra này. Một con ốc, hai con ốc, một con ốc, một con ốc, hai con ốc. Ok, không thèm lấy cái đấy nữa. Rồi, đây mấy cái lỗ này rất là khó luôn nhé. Mình rất ghét lên mấy cái lỗ này luôn. Tiếp theo là cut food. Đây, mình sẽ lấy cut food qua cái map này. Map này là map nghĩa trang các bạn ơi. Ở đây, cho mèo ăn thì bên này. Hello cat. Hello. Anh ơi, rồi, mình sẽ bắt nó. Rồi, qua cái map xe này. Mình sẽ đổi lấy con mèo bằng cái lúc lắc. Có ông này trong này này. Đúng không? À, không đúng. Mình cứ tưởng có cái ông là có ông Graham trong này. Rồi, hình như là đủ chưa? Hình như là đủ hết rồi. Chúng ta sẽ cùng win game thôi. Oh, why are you crying, boy? You know why. You know why. Yes, it's true. You and I are the same. That's right. The case is, I... Rồi, mình sẽ bỏ qua. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đặt cái ngọn nến vào đây để tí nữa cho ông ấy lại thắp hương, để lại cho ông ấy đốt thì mình sẽ lấy được cái hộp quẹt của ông ấy. You have a... What will the ice cream maker want? Take care of that. Ông ta đang đốt đấy các bạn ơi. Rồi, rồi hộp quẹt đi. Rồi. Rồi, các bạn
cho nó nổ này. 1, 2, 3, go. Boom. Ok. Tiếp theo. Mình sẽ lấy cái này. Hey you. Win game. RM. Các bạn cùng xem cái màn kết của nó nhé. So, win game luôn. Ok. Đến game tiếp theo là Sky Teacher. Đây đây. Mình sẽ chơi cái màn này đi. Các bạn thấy hay nhớ để lại một like, một subscribe channel nha. Thank you very much. Mình sẽ đột nhập vào nhà của bà ta. Trước tiên là mình sẽ phải tìm vết kéo đấy. Rồi. Rồi, đột nhập. No. Bà ta đóng cửa hết rồi. No. Nó còn chìa khóa nữa chứ. Khó khăn nhỉ. Mình còn nhiều cách mà. Đấy, trong cái cờ lê này là xong. Và tất cả sẽ được giải quyết. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái phòng mà bà ta. Ui, bà ta ngay đây thôi. Phòng mà bà ta để cái bộ quần áo. Chết rồi, bà ta ngay đây rồi. Không sao. Được một chút. Đây rồi, mình sẽ giành ngôi sao đó. Má con là ngôi sao luôn đấy. Cắt luôn. Ok, chạy thôi các bạn ơi. Chạy thôi, run. Không mở được cửa này à? Bà ta bị sao rồi? Đứng yên chỗ này. Bà ta bị sao ấy các bạn ơi. Mình lại phải lên mình mồi bà ta mới được. Con lợn này bị nháo rồi.
Đừng đi vào chỗ kia nữa con lợn ạ. Rồi, phải ra ngoài là Win rồi gọi nữa. Rồi, chúng ta sẽ cùng ở đây xem. Ok. Mình đã win 2 game. Các bạn thấy hay thì để lại một like và một subscribe cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.